Toàn thể quý khán thính giả và các bạn đã quay lại với tin tức Xoáy TV. Chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui. Thưa quý vị, bản tin ngày 3 tháng 7 xin gửi đến quý vị. Bản tin ngày 4 tháng 7 xin gửi đến quý vị những tin tức được cập nhật mới nhất trong ngày. Theo thông báo mới nhất của Hải quân Mỹ, sẽ điều tàu sân bay USS Grandford đến Việt Nam sau khi hoàn thành việc xây dựng căn cứ Hải quân 8 tại Vịnh Cam Ranh. Đây là con tàu mới được thử độ bền sức ép của các ngư lôi tấn công. Thông tin này đã làm không chỉ Việt Nam mà các quốc gia Đông Nam Á hết sức vui mừng, nhưng lại đánh đúng vào tử huyệt của Trung Quốc trong tham vọng độc chiếm Biển Đông, làm ao nhà của mình. Mới đây, Hải quân Mỹ đã thử độ bền của siêu tàu sân bay với 12 tỷ USD bằng việc kích hoạt hàng ngàn ký thuốc nổ bên cạnh tàu sân bay USS Grandford để kiểm tra độ bền của tàu. Trong điều kiện chiến đấu, vụ nổ tạo ra một trận động đất mạnh 3,9 độ Richter. Có thể cảm nhận được ở bờ biển, lần cuối cùng Hải quân Mỹ chơi lớn như vậy với một hàng không mẫu hạm là vào năm 1987 với con tàu USS Theodore Roosevelt. Thử nghiệm còn được biết đến với tên gọi kiểm tra độ dốc toàn thân của tàu USS Grandford là tàu sân bay đầu tiên thuộc lớp hàng không mẫu hạm mới nhất của Mỹ. Con tàu trải qua các bài kiểm tra kỹ thuật nghiêm ngặt và chuẩn bị cho đợt triển khai hoạt động đầu tiên. Việc kiểm tra độ bền khả năng chống va đập của thân tàu là điều cần thiết để đảm bảo tối đa sự an toàn cho hơn 5.000 thủy thủ trên USS Grandford. Vụ thử nghiệm xảy ra vào ngoài khơi bang Florida. USS Grandford đã được gắn nhiều cảm biến đo lường ảnh hưởng của vụ nổ. Sĩ quan Leder Paledata, chỉ huy tàu Grandford, cho biết các thủy thủ của ông bận rộn chuẩn bị suốt nhiều tháng luyện tập cho cuộc thử nghiệm. Các đối thủ cần biết họ sắp phải trải qua điều gì và thực hành quy trình kiểm soát thiệt hại. Đây là điều mà tất cả họ phải giỏi nhất. Có thể ông Leder Paledata nói với USNS News hồi tháng 3 năm 2021. USS Grandford được đặt theo tên Tổng thống Mỹ thứ 38 là Rexford. Đây được xem là tàu chiến mặt nước lớn nhất và đắt nhất trên thế giới, với chi phí chế tạo rơi vào khoảng 12 tỷ USD. Tàu Grandford được trang bị hai lò phản ứng hạt nhân. Các công nghệ hiện đại giúp nó triển khai được nhiều máy bay, chiến đấu hơn, tiết kiệm nhân lực hơn lớp tàu sân bay Nimitz. So với lượng tròn nước, đăng tải hơn 100.000 tấn, khả năng mang hơn 75 máy bay tàu sân bay lớp Ford, còn được gọi là siêu tàu sân bay Hải quân Mỹ, lên kế hoạch đóng 10 tàu sân bay lớp vỏ để thay thế lớp Limit. Tàu sân bay thứ hai thuộc lớp vỏ mang tên USS John Kennedy hiện đang trong quá trình hoàn thiện sau khi hạ thủy năm 2019. Sau khi tàu sân bay USS Grandford được lắp đặt các hệ thống vũ khí trang thiết bị hiện đại, nó sẽ được kiểm tra độ an toàn thêm một lần nữa trước khi đến Cam Ranh phục vụ cho hạm đội 8. Thông tin trên cũng làm cho các nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh mất ăn mất ngủ trong những ngày qua. Đã đến lúc Trung Quốc phải trả giá cho hành động xâm lược của mình, khi mà cả thế giới đang cùng nhau chung sức chống lại các hành động ngang tàn vô đạo phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Và cả thế giới trong những năm qua, Trung Quốc chưa hùng mà đã hăng khi bắt chước Mỹ và các cường quốc đóng tàu sân bay. Trong khi khả năng hiểu biết kỹ nghệ của Trung Quốc còn thua kém rất xa các cường quốc khác trên thế giới. Tàu sân bay của Nhật, Pháp, Ấn Độ, Mỹ chạy bằng hạt nhân, vì thế chúng không phải tiếp nhiên liệu trong vòng 20 năm, có thể phục vụ tốt lên đến 50-60 năm. Trung Quốc cũng có hai tàu sân bay là Liaoning và Sơn Đông, nhưng chạy bằng tổng cơ đốt trong nhiên liệu, diesel, và vì thế trong mỗi đợt tập trận, những tàu sân bay này phải đốt lên đến số lượng dầu mà Trung Quốc phải tích trữ trong vòng 8 tháng đến 1 năm mới đủ cho các cuộc đợt tập trận diễn ra vài ngày. Có ít nhất khoảng 10 tàu vận tải lớn nhất chuyên dụng để chở dầu, tiết nhiên liệu cho đội tàu tiêu thụ lớn nhất trên thế giới này. Thưa quý vị và các bạn, theo tin chúng tôi nhận được từ Tổng cục 2 cho biết, các nhóm đặc tình của Trung Cam hoặc riêng biệt đảm bảo tình hình bí mật sau khi bắt được 4 người của Cục Tình báo Hoa Nam, thì hôm nay các cuộc trinh sát an ninh quân khu 7 bắt thêm được 16 người Campuchia, những ngày này thường xuyên qua lại biên giới hai nước nhưng khó phát hiện hơn người Trung Quốc vì họ có bề ngoài giống người Khmer đang sinh sống tại Việt Nam. Theo nguồn tin từ quân đội Việt Nam cho biết, quân đội Việt Nam nâng cấp lên báo động cảnh báo lên cấp sẵn sàng chiến đấu tại khu vực biên giới Tây Nam. Theo nguồn tin, 4 tình báo Hoa Nam và 16 lính Campuchia bị phía quân đội Việt Nam bắt giữ vào ngày hôm qua đã khai báo rằng quân đội Trung Quốc đã chính thức đưa quân tới Campuchia trong những ngày vừa qua. Diễn biến tiếp theo của vụ việc chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Sau đây xin mời quý vị đón nghe bản tin thứ 2 trong ngày.
siêu tàu sân bay Mỹ túc trực 24/24 giờ ở vịnh Cam Ranh, chặn các hoạt động phi pháp của Trung Quốc trên biển. Trong những tháng qua, Trung Quốc phải biết thân biết phần để kiềm chế ở mức độ tối đa. Sau khi nhận được thông tin Mỹ quay trở lại quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, hai bên đã đi đến thống nhất cho Mỹ lập hạm đội 8 tại vịnh Cam Ranh để đạt được thỏa thuận trong các cuộc đàm phán song phương. Mối quan hệ đầy thăng trầm giữa hai nước từng có lúc coi nhau như kẻ thù không đội trời chung, nhưng rồi thời gian đã chứng minh đền sau sỏi đá cũng cần có nhau. Hay nguyên sinh ra từng nói trên thế giới này không có bạn bè vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia mới là vĩnh viễn. Ngay cả kẻ thù truyền kiếp phương Bắc cho lệnh cho 600.000 quân tấn công 6 tỉnh biên giới Tây Bắc nước ta vào năm 1900, đó chính là Đặng Tiểu Bình, cũng đã nói rõ không cần biết mèo vàng hay mèo đen, chỉ cần bắt được chuột đều là mèo tốt. Phát ngôn này của Đặng Tiểu Bình chứng minh khi Trung Quốc ngang tàn xâm chiếm biển đảo Việt Nam vì quyền lợi quốc gia dân tộc, hiến cho Việt Nam về hợp tác quốc phòng với Mỹ để kiềm chế Trung Quốc. Đúng với câu nói cùng chung kẻ thù thì là bạn, Trung Quốc sử dụng khổ nhục kế đưa Việt Nam tham chiến, tận dụng cơ hội này, Trung Quốc cưỡng chiếm biển đảo của Việt Nam. Và giờ đây mối quan hệ bằng mặt chứ không bằng lòng khiến cho Việt Nam tận dụng mọi sự ủng hộ cũng như giúp đỡ của các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là Mỹ trong việc kiềm chế Trung Quốc, tiếp tục có những hành động ngày một hung hăng trên Biển Đông. Vừa qua, Mỹ đã hoàn thiện công đoạn cuối cùng bằng cách kích hoạt hàng ngàn khối thuốc nổ gần tàu sân bay USS Gerald để kiểm tra độ bền của tàu trong điều kiện chiến đấu. Vụ nổ đã tạo ra một trận động đất mạnh 3,9 độ Richter, có thể cảm nhận được ở bờ biển. Đây là con tàu sân bay có trị giá 12 tỷ đô la. Con tàu sẽ được biên chế cho lực lượng hạm đội 8. Đóng tại Cam Ranh, thông tin này đã khiến cho Trung Quốc đứng ngồi không yên và làm cho các nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh cảm thấy ruột gan nóng như lửa đốt. Các nguồn tin của tờ báo đều tiết lộ, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố thành lập lực lượng hải quân thường trực ở quân cảng Cam Ranh đối phó với sức mạnh quân sự ngày càng lên của Trung Quốc. Nhiệm vụ chính của hạm đội 8 là tiến hành các đợt tuần tra trên biển, đảm bảo an toàn an ninh hàng hải, khu vực Biển Đông, bảo vệ các đồng minh Hàn Quốc, Nhật Bản, thậm chí là Đài Loan trong những trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra còn kiềm chế hạm đội Nam Hải của Trung Quốc trong các hành động bắt nạt các quốc gia Đông Nam Á, lực lượng của hạm đội Thái Bình Dương. Khoảng 230.000 quân nhân, gồm cả hơn 90.000 lính hải quân đánh bộ, 230 tàu chiến, 1.600 máy bay các loại, trong đó tàu chiến thường gồm 6 tàu sân bay, 10 tàu ngầm tên lửa hạt nhân, chiến lược 26 tàu ngầm tấn công động lực hạt nhân, 12 tàu tuần dương tên lửa, 28 tàu khu trục tên lửa, 15 tàu hậu vệ tên lửa, 19 tàu tác chiến thủy bộ, 6 tàu quét lôi, 4 tàu tuần tiểu, 100 tàu đảm bảo hậu cần và vận tải. Lực lượng tàu chiến của hạm đội Thái Bình Dương được chia thành 4 bộ tư lệnh tác chiến, bộ tư lệnh tàu mặt nước, bộ tư lệnh hàng không, bộ tư lệnh tàu ngầm và bộ tư lệnh hải quân đánh bộ hạm đội. Hạm đội Thái Bình Dương cấp 41 căn cứ, trong đó 27 căn cứ đóng ở phía tây bờ biển nước Mỹ, 3 căn cứ tại Hawaii, 2 căn cứ tại đảo Guam, 6 căn cứ đóng tại Nhật Bản, 1 căn cứ tại Singapore, 1 căn cứ tại George Garcia, Ấn Độ Dương, 1 căn cứ đóng tại Praha và có đêm 1 căn cứ tại Cam Ranh, với vai trò là một trong những tập đoàn chiến tác tác chiến mạnh nhất trên toàn cầu. Hiện nay, lực lượng của hạm đội Thái Bình Dương đang là nòng cốt trong việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của Mỹ đối với khu vực Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, như kiềm chế sự nổi dậy của Trung Quốc ở Biển Đông, giám sát xử lý tình hình bán đảo Triều Tiên, cũng như vấn đề hạt nhân của Iran. Tàu sân bay lớp Grand Ford, lớp vỏ trước đây còn gọi là Grand Ford 21, là một lớp tàu sân bay được chế tạo thay thế các tàu sân bay Lockheed của Ý. Lockheed của Hải quân Mỹ, chiếc tàu đầu tiên được biên chế là USS Gerald Ford CVN-78. Cách tạo mới có thân tàu tương tự như lớp Limit, nhưng sở hữu mới các công nghệ được phát triển như hệ thống máy bay bằng điện tử, cũng như các tính năng thiết kế nhằm cải thiện, hiệu quả giảm chi phí vận hành, bao gồm cả việc vận hành với thủy thủ đoàn, số lượng nhỏ hơn. Thưa quý vị và các bạn, trước các động thái mạnh mẽ trong mối quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ, khiến cho Trung Quốc không còn con đường nào khác là phải kích hoạt chư hầu Campuchia, gia tăng các hoạt động quấy nhiễu Việt Nam ở biên giới. Đây là con bài cuối cùng của Trung Quốc trong việc trả đũa Việt Nam đã thắt chặt quan hệ quốc phòng với Mỹ, kiềm chế sự trỗi dậy hung hăng của Trung Quốc. Trong những ngày qua, được các cố vấn người Trung Quốc chỉ đạo, quân lính Campuchia liên tục tìm mọi cách để khiêu khích ở biên giới hai nước Việt-Cam. Đối phó với những âm mưu này,
Ngoài việc các đặc công Việt Nam đánh du kích bên trong lãnh thổ Campuchia để gây hoang mang cho quân lính Campuchia, mặt khác Việt Nam bắt đầu để người dân tràn sang biên giới Campuchia. Trong nhiều ngày qua, dư luận trong cả nước xôn xao về tin đồn hơn 1.000 người ở thị trấn Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn ra khỏi nhà tìm đến biên giới Campuchia. Phía chính quyền Việt Nam cũng đang xúc tiến đến từng hộ dân thị trấn này lời danh sách những người vắng mặt tại nhà. Và mới ngày nay, ban đầu mọi người nghĩ rằng chính quyền đang khoanh vùng với khả năng có thể người nào đó mắc bệnh cúm. Nhưng đến khi hiểu rõ câu chuyện thì 1 đồn 10, 10 đồn 1.000 chứ không phải đồn 100 nữa. Hóa ra Đồng Đăng hơn 1.000 người này đã tìm đường sang Campuchia để thanh toán một món nợ cách đây 41 năm về trước. Kẻ nợ này có tên là Lý Tắc Thành, tướng quân đội Trung Quốc đang có mặt tại Campuchia ở giáp với biên giới Việt Nam. Vụ việc này sẽ diễn ra như thế nào chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị vào những bản tin tiếp theo. Sau đây xin mời quý vị đón nghe phần tin thứ hai trong bản tin ngày hôm nay. Trước tình hình Trung Quốc ngày càng hung hăng hơn ở Biển Đông, mưu đồ chiếm trọn vùng biển của Việt Nam đã khiến Việt Nam phải có thêm những bước đi mạnh mẽ nhất để bảo vệ xứ biển đảo của cha ông ta để lại. Sau nhiều năm bàn thảo với Nga về những loại vũ khí nhỏ gọn, nhưng có hỏa lực mạnh để được Nga đồng ý cung cấp cho Việt Nam, những loại vũ khí này đủ sức để răn đe Trung Quốc. Sau khi Nga công bố bàn giao cho Việt Nam hệ thống phun lửa TUS-1A, ngay lập tức Trung Quốc phản đối Nga và đổ cho Việt Nam đang ngả theo phương Tây để khống chế Trung Quốc. Loại vũ khí đáng sợ TUS-1A có đến 24 tên lửa nhiệt áp, có khả năng hủy diệt mọi thứ trong phạm vi 40.000 mét. 40.000 mét vuông, nó được coi là sát thủ trên chiến trường. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một video hiếm về hệ thống súng phun lửa hạng nặng TUS-1A. Đây là hình ảnh được ghi lại trong một cuộc tập trận. Loại vũ khí này đáng sợ, có đến 24 tên lửa nhiệt áp, có khả năng hủy diệt mọi thứ trong phạm vi 40.000 mét vuông. Đây là lần hiếm hoi TUS-1A xuất hiện trong một cuộc tập trận. Được biết, cuộc tập trận có sự xuất hiện của TUS-1A diễn ra ở vùng Ingo của Nga. Trong đoạn phim được công bố cho thấy các hệ thống đang di chuyển vào vị trí của chúng nạp đạn và cuối cùng là khai hỏa. Hình ảnh khai hỏa dữ dội của TUS-1A cho thấy sức mạnh nhiệt áp vô cùng khủng khiếp. Hệ thống TUS-1A còn được biết đến với biệt danh khá mỹ miều nhưng phù hợp với nó. TUS-1A còn được so sánh như là sức nóng mặt trời. TUS-1A có nhiều bệ phóng tên lửa được trang bị các tên lửa nhiệt áp không điều khiển 220mm và được đặt bên trên xe tăng chiến đấu chủ lực T-72. TUS-1A được trang bị hệ thống dẫn đường và điều khiển hỏa lực tự động. Điều này cho phép TUS-1A bắn mà không cần chuẩn bị sơ bộ về địa hình và trắc địa. Một phiên bản đầy đủ của TUS-1A có khả năng tiêu diệt mọi mục tiêu, binh sĩ khí tài và cộng sự của đối phương trong khu vực rộng gấp 6 lần sân bóng. Tuy nhiên, tầm bắn của TUS-1A bị đánh giá là khá khiêm tốn so với phiên bản mới. Tháng 11 năm 2020, Tư lệnh Lực lượng Phòng hóa Nga đã công bố về dự án hệ thống phun lửa hạng nặng mới. Dự án nhằm nâng cao tính chiến đấu, sức công phá và khả năng sống sót trên trường. Theo đó, TUS-1A sẽ được tăng cường bảo vệ trước vũ khí chống tăng, rút ngắn thời gian chuyển từ trạng thái bình thường sang khai hỏa. Đạn không điều khiển cũng sẽ được tăng tầm bắn lên tới 15 km, độ chính xác diện tích sát thương sẽ lớn hơn. Kế hoạch nâng cấp này cho phép TUS-1A tiêu diệt nhiều mục tiêu. Mức tiêu hao đạn là ít hơn. Hệ thống súng phun lửa hạng nặng đã được chứng minh hoạt động hiệu quả ở Pakistan, Sri Lanka. Hệ thống TUS-1A lần đầu tiên được sử dụng trong chiến tranh Pakistan Liên Xô năm 1988 đến năm 1989. Tuy nhiên, cả thế giới chỉ thực sự biết đến dòng lửa khi nó phô diễn sức mạnh trên chiến trường. Năm 2014, tại chiến trường Iraq, TUS-1A tham gia vào cuộc chiến chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng trong trận đánh giành lại thị trấn Yunstar. Hiệu quả của TUS-1A Buratino trên chiến trường Trung Đông khiến nhiều người kinh ngạc. TUS-1A cũng được gửi đến Syria, quân đội chính phủ Syria, để triển khai TUS-1A trong trận chiến lược với lực lượng phiến quân tại khu vực nông thôn và vùng núi xung quanh Latakia. Pháo phản lực TUS-1A cũng có mặt trong cuộc xung đột giữa Arak Param và Amana. Nhiều nguồn tin cho biết Nga đã bán TUS-1A cho cả hai bên. Arak Param có 18 chiếc và số lượng vũ khí này trong quân đội Amana hiện vẫn còn là con số bí ẩn. Với những gì đã được chứng minh trên chiến trường, TUS-1A được đánh giá là sát thủ chỉ đứng sau bom hạt nhân. Tự hào vũ khí Made in Vietnam đẳng cấp châu lục.
Báo cáo quân sự năm 2020 của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IS, Vương quốc Anh đã đánh giá Việt Nam có doanh nghiệp chế tạo vũ khí tiêu biểu ở châu Á, mắt thần made in Việt Nam vươn cánh sống. Trong bài viết nhan đề khát vọng làm chủ công nghệ thiết bị quân sự của Việt Nam đăng trên báo Nhân dân cuối tháng 2 vừa qua, đã trích dẫn báo cáo cán cân quân sự năm 2021 của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IS Vương quốc Anh cho thấy ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã thật sự lớn mạnh. Theo Việt Nam đã có một doanh nghiệp được đánh giá là đơn vị chế tạo vũ khí trang bị mới tiêu biểu của khu vực châu Á. Đây chính là thành quả, là minh chứng rõ nét thể hiện khát vọng làm chủ công nghệ và bản lĩnh Việt Nam, và thật tự hào khi chúng ta được chứng kiến tận mắt những sản phẩm vũ khí made in Việt Nam đẳng cấp châu lục do công nghiệp quốc phòng Việt Nam làm chủ, hoàn toàn từ khâu thiết kế đến gia công sản xuất, được sản xuất hàng loạt và trang bị cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu. Một trong những sản phẩm tiêu biểu ấy chính là radar cảnh giới nhìn vòng bằng sóng Decimate VOS-2BM, bắt thấp và siêu thấm chuyên nghiệp. Trước đó, vào năm 2019, truyền hình quốc phòng Việt Nam cũng đã phát động phóng sự giới thiệu về loại radar này, cho thấy kết tinh của sự thành công vượt bậc chính là chúng đã được sản xuất loại lớn. Những hình ảnh ghi lại toàn cảnh bãi tập kết với hàng chục đài radar xếp cạnh nhau san sát đã khiến công chúng choáng ngợp và vui mừng. Và nay những radar made in Việt Nam này đã chính thức được sản xuất loại lớn và trang bị cho nhiều trạm radar trên khắp cả nước, giúp cánh sóng của bộ đội radar vươn xa nhìn rõ, không để tổ quốc bị bất ngờ bởi các tình huống trên không. Trong phóng sự những cánh sóng radar Tây Bắc vương mắt thần canh giữ trời Việt Nam của VTV News, chúng ta có thể chiêm ngưỡng một trong những sản phẩm radar tiêu biểu do công nghiệp quốc phòng Việt Nam chế tạo, đã có mặt tại các trạm radar 35 và 37 thuộc Trung đoàn Radar 293, Sư đoàn Phòng không 361, nằm trên những vùng núi cao đều đặn phát sóng trục sào, tìm mục tiêu mũi nhọn đột phá vươn tầm châu Âu và thế giới. Có thể nói, việc công nghiệp quốc phòng nước ta chế tạo thành công những mắt thần là một bước đột phá rất lớn, đưa Việt Nam vào danh sách 9 quốc gia trên thế giới có thể sản xuất thành công những thiết bị quân sự hiện đại để quản lý vùng trời. Để đạt được những thành tựu vượt bậc ấy, không thể không nhắc tới một trong những tiền đề cực kỳ quan trọng, đó là Nghị quyết 23. Ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045, với quan điểm chỉ đạo nêu rõ phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh theo hướng lưỡng dụng, thực sự trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, tăng cường tiềm lực tận dụng và phát triển liên minh công nghiệp quốc phòng an ninh và công nghiệp xuyên trình. Nhờ kim chỉ nam ấy định hướng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của những kỹ sư nhà thiết kế, dám nghĩ lớn làm lớn vươn tới thành công, kết quả đã được đền đáp bằng những sản phẩm cụ thể được chế tạo và sản xuất hàng loạt, trang bị tới các đơn vị sẵn sàng chiến đấu. Đặc tính chiến thuật vượt trội của radar VOS-2TM do Việt Nam sản xuất đã được chứng minh khi vượt qua được các bài thử nghiệm hết sức ngặt nghèo. Cụ thể, tiêm kích Su-30 MK2 đã được sử dụng nhằm mục tiêu khi trên màn hiện giống những chiếc tiêm kích hiện đại nhất của Không quân Việt Nam, hiện rõ chắc chắn các nhà kỹ sư và nhà chế tạo đã vỡ òa trong niềm vui khôn tả. Đáng chú ý là sản phẩm radar made in Việt Nam được chính những người sử dụng là các cán bộ chiến sĩ của Quân chủng Phòng không Không quân đánh giá rất cao. Nhận xét về sự khác biệt của sản phẩm này so với các loại radar nhập khẩu từ nước ngoài, Thiếu úy Phùng Thái Hà thuộc Sư đoàn 377 Quân chủng Phòng không Không quân khẳng định radar do công nghiệp quốc phòng Việt Nam sản xuất có tính năng kỹ thuật chiến đấu được bảo mật tốt hơn so với radar được cung cấp bởi nước ngoài, đặc biệt là tần số. Nếu lộ lọt về tần số sẽ giảm khả năng chiến đấu của khí tài, dễ bị địch gây nhiễu, từ đó làm giảm khả năng chiến đấu của đơn vị. Thiếu úy Phùng Thái Hà lý giải, hy vọng trong thời gian tới, công nghiệp quốc phòng sẽ còn ra nhiều sản phẩm hiện đại hơn nữa, vươn tầm không chỉ ở châu Á mà còn tiếp cận tới trình độ của các cường quốc có nền khoa học kỹ thuật quân sự hàng đầu trên thế giới. Bản tin của chúng tôi hôm nay xin được khép lại tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến tình hình chính trị, quân sự trên Biển Đông giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc cùng với tình hình quân sự của Campuchia để gửi tới quý vị và các bạn trong bản tin tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.